Em ăn thì bằng gạo hay không rồi, không cần biết. Học sinh này cái ấm chất đông. Vâng. Nhá. Ê, đừng nói, bánh ngọt nhà này ngoan đâu nhá, đừng có mời chào. Để, không, nó không ngọt lắm đâu. Không, không biết rồi, biết rồi. Mời chào. Đỡ không có bánh ngọt nữa, cứ đang chào. Không cậu nước này à, tổng. Vâng. Sinh viên mới ra trường. Vâng. 3 triệu tháng nào. Về là nước ngọt nó vẫn cứ giải quyết này. Vâng. Chưa là cái gì cả. Vâng. Sao trong nước này mà dạy học này. Không, anh Tảo này cái gọn gàng ngăn nắp giống em. Riêng không biết hay dở nào không biết, nhưng mà lúc nào ông ấy bận đến bao đúng. Nhiêu về xin lỗi phải có nói xấu ông đâu. Này vợ bận thì bận, con bận bận kệ, không cần biết. Chúng ta tắm rửa xong chúng ta lấy quần áo cũng được. Nào ông để hết thôi, tí nó cần bên hộ sao. Thế bây giờ thì ăn cơm xong vợ bố đứng dậy bê ra đi, anh bê ra mâm bát còn tội cũng bê ra ngoài kia để. Đấy, khi được về ở đây là chuyện lắm, ba cô phải trái hay thích lắm. Mọi người anh ấy thích. Vâng. Mới. Vâng. 70 tuổi là lấn cấn nhỉ? Vâng, vâng. Nhưng anh mà lấn cấn thì toàn ngành học sinh này nó toàn. Vâng, vâng. Mỗi năm nó ra trường bao nhiêu? Mấy nghìn. Vâng. Giáo viên như anh. Vâng, vâng. Bây giờ này nói chính tưởng hơn. Vâng, vâng. Chứ bọn là sinh viên ra trường bây giờ này kiểu như họ cũng nhiều lắm. Vâng, thế giờ cho anh đọc thì nó thật từ hồi bây giờ có anh ấy đứng ở đây này, từ hồi lấy anh giờ thì từ xưa nay đến bây giờ phút này thì là được nhờ anh ấy. Và sao vậy? Vâng. Bây giờ là anh làm anh nuôi tớ. Vâng. Được, được. Được. Thì bây giờ nó cũng đi, mình nghỉ 3 năm nay giờ cũng đi chậm bước đó thì nó thật ra cái tiền lương của anh ấy dạy học là cũng thoải mái. Vâng, thôi đấy, không có cái gì mừng thì cho chị em là mừng cho chị em. Có sao nói vậy? Thế còn đấy thật ra đến ngày hôm nay này, vô tư mà nói ấy, được đến ngày hôm nay ấy, ít nhiều cô chú không phải rất nhiều nhưng mà đấy, cái công của cô chú với các cháu bên cũng rất là nhiều. Dù là không phải là nhiều tiền nhiều của gì cả nhưng mà trong đó cũng phải có công của cô chú với các cháu bên ấy rất là quý gia đình. Sống nó kiểu gọi là chém to không mặn, không nói nhiều. Cơ, ba đứa con nó chí thú làm ăn, bên kia thì nói gì đấy, cô chú làm cũng tốt. Không giúp nhiều giúp ít không cái này cái khác của các cháu nữa. Nhưng có ngày hôm nay mình phải nói thẳng ra thế cũng mừng cho cô chú mừng cho là các cháu như thế cũng sướng. Nhá. Nói mình nói 4 giờ học nhé. Vâng. 4 giờ anh sẽ học bây giờ. Vâng. 300 đến vâng. Thế nhưng mà em dạy thôi. Không còn nói, không còn nói, không nói chết. Em có nói chị đâu. Lớn tới là không tiếp học. Thật sự. Vâng. Mà anh nhau cũng phải không mình. Vâng, dương cô chú ngay thật vâng. Kiểu gì cũng thể vâng là cũng khói em mừng ra anh không nghe vâng. Thế bây giờ là... nhé đi mà đi lán tán mà không chuyện thì thôi vâng rồi sau anh đi với tay bây giờ ấy nói thật ra này bây giờ ông này bây giờ gần cuối đời rồi vâng. Thì tự nhiên để cho vợ được nhờ vâng chứ trước khi ông không cần tiền là gì hết không thì là gì à không cần biết cứ nó ra là vậy của mình cứ chăm tông vào mặt đúng đỉnh lắm rồi còn trẻ anh đấy đúng đỉnh cô đang có tin không chú điệp có tin không lắm chị cực khổ không biết phải đọc cầu gì cũng được mình cũng phải được cũng phải là quá lời đâu mình ham mình chơi mình em một cái tiền nữa thì chắc nói thế còn ngoan vẫn ngoan hồi có tiền con nó vẫn phải hành thực tế đúng không thế mình bị chơi bị lừa nó lấy hết cả tài sản rồi nhá thì mình bị hết tiền thôi mình đấy nhìn những cảnh như thế mình quyết tâm bây giờ con mình ba đứa con này mà mình không phấn đấu thì nguy hiểm lắm à thứ điều có biết mà đây là khách sạn Đại Dương chỗ Đoàn Điệp ở đây là phòng 214 chỗ Đoàn Điệp ở khách sạn Đại Dương Hải Phòng. Không cần đâu.
nó vô chi cũng đẹp này chứ. Cho anh đi. Của chú Thanh với vẽ. Nó vẽ đẹp. Sơn dầu đây. Sơn dầu. Nên sơn dầu đẹp lắm.